Sáng thế ký, chương 3. Loài người bị cám dỗ và phạm tội. Trong tất cả các thú rừng mà Chúa, Đức Chúa Trời tạo nên, rắn xảo quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ: "Có phải Đức Chúa Trời cấm bà không được phép ăn bất cứ thứ cây nào trong vườn không?" Người nữ đáp cùng rắn: "Chúng tôi được ăn các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn trái cây đó, cũng không được động đến nữa, kẻo các con sẽ chết." Rắn bảo người nữ: "Chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết ngày nào đó, ông bà ăn trái ấy, mắt ông bà sẽ mở ra, ông bà sẽ trở nên giống như Đức Chúa Trời, biết điều thiện, ác." Người nữ thấy trái cây vừa ăn ngon, vừa đẹp mắt, lại quý, vì mở mang trí khôn, liền hái và rồi trao cho chồng đang ở đó. Chồng cũng ăn nữa. Mắt cả hai người đều mở ra và nhận biết mình đang trần truồng. Họ kết nó và làm khố che thân. Khi nghe tiếng Chúa, Đức Chúa Trời đi lại trong vườn lúc chiều mát. Adam và vợ ẩn nấp giữa lùm cây trong vườn để tránh mặt Chúa, Đức Chúa Trời. Chúa, Đức Chúa Trời gọi Adam hỏi: "Con ở đâu?" Adam thưa: "Con nghe tiếng Ngài ở trong vườn nên sợ, vì con trần truồng nên trốn." Đức Chúa Trời hỏi: "Ai đã nói cho con biết con trần truồng? Con đã ăn trái cây ta dặn đừng ăn phải không?" Adam thưa: "Người nữ Ngài đặt bên con đã cho con ăn trái cây đó, và con ăn rồi." Chúa, Đức Chúa Trời hỏi người nữ: "Con đã làm gì vậy?" Người nữ thưa: "Con rắn lừa gạt con nên con ăn." Chúa, Đức Chúa Trời bảo con rắn: "Vì mày đã làm điều đó nên mày bị rủa xả giữa tất cả các loài gia súc và thú rừng. Mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mày và người nữ, dòng dõi mày và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người." Ngài nói với người nữ: "Ta sẽ tăng thêm nhiều đau đớn khi thai nghén. Con sẽ đau đớn khi sinh nở. Dục vọng con sẽ hướng về chồng, và chồng sẽ quản trị con." Ngài phán với Adam: "Vì con đã nghe lời vợ ăn trái cây ta đã truyền lệnh đừng ăn, nên đất đai sẽ bị rủa xả vì con. Cả đời con phải làm lụng khó nhọc mới có miếng ăn. Đất sẽ sinh các loài gai góc, và con sẽ ăn cây cỏ ngoài đồng. Con phải đổ mồ hôi trán mới có thức ăn, cho đến ngày con trở về đất, vì con từ đất mà ra, vì con là bụi đất. Con sẽ trở về với đất bụi." Adam đặt tên vợ là Eva, vì nàng sẽ là mẹ của cả loài người. Chúa, Đức Chúa Trời lấy da thú làm áo mặc cho Adam và vợ. Chúa, Đức Chúa Trời phán: "Này, loài người đã trở nên một bậc giống như chúng ta, biết phân biệt thiện ác. Bây giờ, coi chừng nó cũng đưa tay ra hái trái cây sự sống mà ăn và sống mãi mãi." Vì thế, Đức Chúa Trời đuổi Adam ra khỏi vườn Ê-đen để canh tác đất đai, vì loài người từ đó mà ra. Ngài đuổi loài người ra và đặt các cherubim và một thanh gươm sáng loà đưa qua đưa lại ở phía đông vườn Ê-đen để canh giữ con đường dẫn đến cây sự sống.